Nhận định bóng đá Wolves vs Man United, 19h30 phút ngày 31 tháng 12, khó nhưng vẫn có 3 điểm. Trận đấu Wolves vs Man United tại vòng 18 Premier League 2022-23 diễn ra lúc 19h30 phút ngày 31 tháng 12 được Bondapool cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định. Wolves đã cho thấy những dấu hiệu khởi sắc dưới thời tân huấn luyện viên Lopetegui. Dù khó khăn là điều được dự báo trước nhưng M.U, vốn cũng đang vào form, vẫn sẽ đạt được mục đích là 3 điểm. Thông tin lực lượng Wolves vs Manchester United. Wolves tiếp tục mất Chiquinho, Pedro Neto và Sasa Kalajic vì chấn thương dài hạn. Trong đó, sự vắng mặt của Neto và Kalajic là lý do khiến hàng công của Bầy Sói thi đấu thiếu hiệu quả suốt từ đầu mùa. Huấn luyện viên Julen Lopetegui có màn ra mắt Premier League đầy ấn tượng khi giúp Wolves thắng ngược Everton vào phút chót. Tuy nhiên, ông khó lòng tạo ra bất ngờ trước MU của Ten Hag với những gì đang có trong tay, khi các tiền đạo khác là Diego Costa và Rojimin đều không có phong độ tốt. Ở hướng ngược lại, MU không có tổn thất lực lượng nào đáng kể ngoại trừ sự vắng mặt của Diogo Dalot. Quỷ đỏ tạm thời không quá lo ngại về trường hợp này, bởi lẽ Wan-Bissaka đang hồi sinh đầy bất ngờ. Những cái tên khác của MU nhiều khả năng sẽ vắng mặt là Victor Lindelof và Scott McTominay bị ốm, Jadon Sancho thể lực. Nhưng tất cả đều không phải trụ cột của huấn luyện viên Erik ten Hag. Sự trở lại kịp thời của Lisandro Martinez sẽ giúp MU có bộ đôi trung vệ đúng nghĩa, trả Luke Shaw trở lại cánh trái sở trường. Đội hình dự kiến Wolves vs Manchester United. Wolves 4-3, Barca, Semedo, Colin, Kinman, Ainuri, Nunes, Neves, Moutinho, Hoang, Costa, Guedes. MU 4-3, Bajegi, Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Fernandes, Casemiro, Eriksen, Anthony, Maso, Rashford. Phong độ gần đây Wolves vs Manchester United. Wolves đã lao dốc không phanh ở Premier League mùa này, dẫn đến quyết định sa thải huấn luyện viên Bruno Lage ngay trước thềm World Cup 2022. Trước khi huấn luyện viên Julen Lopetegui được bổ nhiệm, Wolves chỉ thắng 2-15 trận tại Premier League và tất cả đều diễn ra trên sân nhà. Tuy có kết quả không tốt, nhưng Wolves vẫn giữ được bản sắc là hàng phòng ngự siêu chắc. Họ chỉ thủng lưới 25 bàn sau 16 trận và hứa hẹn đủ sức tạo ra khó khăn cho MU. Trong khi đó, MU đang hồi sinh mạnh mẽ sau khi loại bỏ Cristiano Ronaldo. Lần gần nhất họ thua trận là thất bại 1-3 trước Aston Villa khi Ronaldo đá chính. Sau khi Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị và bị thanh lý hợp đồng, Quỷ Đỏ đã thắng 4 trận liên tiếp tại giải quốc nội, bao gồm 3 trận tại Premier League. Thống kê đáng chú ý Wolves vs Man United. Wolves thua 3/5 trận gần nhất tại Premier League. Man United thắng 3/5 trận gần nhất tại Premier League. Man United thắng 4-6 trận gần nhất đối đầu với Wolves. 3/5 trận gần nhất của Man United tại Premier League có trên 2,5 bàn được ghi. 3/5 trận gần nhất của Man United tại Premier League có trên 2,5 bàn được ghi. Nhận định kèo Wolves vs Manchester United. MU thắng kèo châu Á, MU phải chấp 1/2 trái ở trận này, nhưng đó không thành vấn đề với họ. Quỷ Đỏ đã thắng kèo 9/10 trận chính thức vừa qua. Ngoài ra, MU cũng thắng kèo châu Á cả 5 trận gần nhất khi đối thủ nằm trong nhóm 3 đội xếp bét bảng. Xỉu bàn thắng hiệp 1. Chơi trên sân nhà nhưng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Wolves gần như sẽ nhập cuộc với chiến thuật phòng ngự tập trung. Cách đá này sẽ đẩy trận đấu vào thế bế tắc và khó có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Cần biết rằng, 6-7 trận đối đầu gần đây giữa Wolves và MU có tỷ số hòa 0-0 sau hiệp 1. Kèo đặc biệt. Tại thẻ phạt cả trận. Mốc tài xỉu thẻ phạt trận này đang dao động từ 3,5 đến 4 thẻ. Với cột mốc này, cửa tài thẻ phạt cực sáng. 9/10 trận đối đầu gần đây giữa Wolves và MU luôn có ít nhất 4 thẻ phạt trở lên. Cuộc so tài giữa hai đội tại Molineux mùa trước thậm chí có tổng cộng 7 thẻ phạt. 3/4 trận vừa qua của Wolves có tổng 4 thẻ trở lên, trong đó có 2 trận xuất hiện thẻ đỏ. 5-7 trận chính thức gần đây của MU có 4 thẻ phạt trở lên.
Vodafone dự đoán kết quả trận Wolves vs Man United 0-1.